Kính thưa quý vị, ngày 1 tháng 11, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin đã triệt phá đường dây mua bán trẻ em dưới 16 tuổi với quy mô lớn. Theo Đại tá Chính, qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ nhiều người liên quan đến đường dây này. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án mua bán người dưới 16 tuổi và làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức, khởi tố các bị can để tiếp tục điều tra làm rõ. Qua lời khai của những người bị bắt, đã có 31 vụ mua bán trẻ sơ sinh thực hiện trót lọt. Tuy nhiên, do vụ án phức tạp liên quan đến nhiều tỉnh thành trong cả nước, những người mua và người bán đều giấu thông tin, nên đến nay cơ quan công an mới xác định được 7 vụ, 7 bé sơ sinh bị bán. Đại tá Chính cho biết thêm, đường dây mua bán trẻ sơ sinh này thực chất là những người môi giới kết nối những người không muốn nuôi con và những người mua hiếm muộn hoặc có lý do khác để mua bán sang tay kiếm lời. Theo nguồn tin của PLO, trong 7 bé sơ sinh mà cơ quan công an xác định được thì 6 bé đang được các gia đình nuôi dưỡng, một bé thời điểm bắt quả tang đang được gửi vào cơ sở bảo trợ xã hội tạm thời chăm sóc. Những người môi giới mua mỗi bé với giá từ 20 đến 30 triệu đồng rồi bán lại với giá từ 40 đến 50 triệu đồng. Nếu người mua có nhu cầu làm giấy tờ giả thì nhóm này cũng nhận làm giấy chứng sinh và các giấy tờ khác để hợp thức hóa hành vi mua bán.